ở video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn ở những cái bài tập liên quan tới vẽ hình ở trong C. Thì ở video lần trước là mình đã làm những cái dạng cơ bản rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tới những dạng khó hơn. Đấy thì ok nhá. Đầu tiên này các bạn này. Đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái tam giác vuông cân nó như thế này. Đấy có cạnh góc vuông là n, tức là ngang là n sao này mà chiều cao cũng là n sao này. Đấy kiểu như thế. Đấy thì bây giờ nhá, đầu tiên là mình sẽ nhập vào n với n nó chính là cái chiều dài của cạnh góc vuông đúng không ạ inter n này print f này input n scan f phần trăm d địa chỉ của n nhá đó thì bây giờ là mình sẽ vẽ cái hình tam giác này đầu tiên mình nghĩ rằng ấy, nếu mà bây giờ các bạn mới làm cái dạng mà vẽ hình lần đầu thì các bạn nên xem cho mình cái video trước nhá đấy còn cái video này là là, là sẽ là phần đằng sau thôi ok thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ có một cái hàm để mình vẽ anh nhá mình có một hầm voi này là tên là vẽ vẽ tam giác này một đi và mình chuyển vào biến n với n đó chính là chiều dài của cạnh góc vuông Nói lấy cho mình nhá n nó chính là chiều dài của cạnh góc vuông thì bây giờ mình vẽ hình này như thế nào ở đây khi mà các bạn liên quan tới cái bài vẽ hình như thế này thì các bạn sẽ dùng cho mình hai vòng for lồng nhau để cho các bạn nhá một vòng for để in ra từng từng hàng và một vòng for là mình sẽ in ra từng cột trong cái hàng đấy giả sử như là ở hàng đầu tiên ấy, là mình sẽ in ra n hình sao này xong đây sẽ là n 1 n 2 n 3 và n 4 nói chung ấy là những cái dạng như này thì các bạn sẽ dùng hàng for đồng nhau đồng nhau mình sẽ có họ for này in y bằng 0 y bé hơn n và y cộng thì vòng for này có nhiệm vụ là là in ra từng hàng các bạn nhé Đấy, tức là nó sẽ in ra từng hàng ngay này này ok và bây giờ vòng for bên trong for int g bằng 0 g bé hơn n g cộng cộng đấy và mình sẽ print f in ra từng cái hình sao đó thì là do ở vòng for bên trong này mình in ra từng hàng rồi nên là khi mà kết thúc mỗi hàng ấy, là mình sẽ in ra cái suộc n các bạn nhé suộc n để xuống dòng đó và bây giờ mình sẽ gọi tới cái hình à, với tới cái hàm là vẽ tam giác 1 và mình chuyển vào biến n Ok mình chạy thử nhá Cái chỗ này là mình chưa vẽ hình tam giác đâu các bạn ạ Bây giờ mình làm ví dụ thôi Rồi mình chạy xong rồi mình mới làm tiếp nhá Vẽ tam giác này Rồi Ở đây mình sẽ nhập n vào bằng 5 này Đó Thì như bạn thấy là nếu mà mình mình vẽ như này Thì nó sẽ ra một hình vuông Có cạnh là bằng 5 Đúng chưa Đấy thì bây giờ nhá Vẫn quay trở về cái cái ví dụ như hôm trước thôi là ở đây nếu mà các bạn in ra là sao ấy tức là y g bằng không g bé n và và in ra là sao tức là mình sẽ in ra được một cái hình vuông thì bây giờ cái vấn đề của mình ấy là hàng đầu tiên là mình sẽ in ra là n sao mình ví dụ như là n bằng năm đi hàng đầu tiên sẽ là năm sao hàng thứ hai cũng điều cho mình này hàng thứ hai là chúng ta chỉ in ra bốn sao thôi hàng thứ ba là ba sao hàng thứ hai là hai sao và hàng cuối cùng là một sao đó thì ở đây chắc chắn là không phải là g bé n nữa rồi vì là cái số sao mình giảm dần thì ở đây mình nghĩ rằng là gì nó sẽ phải bé hơn n trừ y vì sao các bạn nhỉ vì là y nó tăng dần lên y tăng dần lên thì là cái này nó sẽ giảm xuống như vậy là số sao nó sẽ được in giảm dần đi mình chạy thử nhá n 5 năm này enter đó ok như vậy là mình được số sao giảm dần rồi nhưng mà cái thứ tự này nó cũng chưa đúng các bạn để cho mình nhé đầu tiên là 5 sao đến 4 sao đến 3 sao đến 2 sao đến một sao này như vậy là gần đúng rồi ở đây các bạn ý cho mình chúng ta còn một cái trường hợp nữa là trước khi mình in ra 4 sao ấy thì mình phải in ra một sao Tương tự trước khi in ra à, trước khi in ra 4 sao mình phải in ra một dấu cách. Trước khi in ra 3 sao mình in ra hai dấu cách, rồi hai sao thì trước hai sao sẽ ba dấu cách kiểu như thế. Đó, thì quan trọng ở đây mình sẽ phải dùng thêm vòng for nữa để mình in ra dấu cách. Mình copy lên trên nhá. Vẫn là for g bằng 0 này, g bén gì đấy mình chưa biết, nhưng mà ở đây là mình sẽ in ra dấu cách. Đấy. Được chưa các bạn nhỉ? Thì các bạn để cho mình nhá. Đối với cái hàng đầu tiên ấy, tức là y bằng 0 ấy thì mình sẽ in không in ra dấu cách nào cả. Hàng thứ 2 thì mình sẽ in ra một dấu cách, hàng thứ 3 là mình sẽ in ra hai dấu cách. Đấy, hàng số 4 lại in ra ba dấu cách thì có vẻ như là gì? Là dựa đây là G sẽ bé hơn i cộng 1. Đấy. Tại sao lại G bé hơn i cộng 1 ban đầu nhá, hàng đầu tiên i 0 thì mình sẽ không in ra dấu sao nào cả. Hàng thứ 2, i lên 1. i lên 1 thì chỗ này là G bé hơn 2 i ra một dấu à in ra một dấu cách, mình xin lỗi các bạn nhá. Hàng đầu tiên là i 0 thì là 0 cộng 1 bằng 1 như vậy là mà di bén 1 0 cộng 1 từ từ để mình xem nhé ờ, để xem có phải là di bén 1 không nào di bằng 0 này di bén y này đầu tiên không y, không in này rồi uh, y lên 1 này à, đúng rồi nó phải như này các bạn ạ đây mình mình nói lại nhé đầu tiên y bằng 0 y bằng 0 tức là mình in ra hàng đầu tiên thì hàng đầu tiên của mình không phải in dấu cách nào cả tiếp đến là bây giờ hàng thứ hai hàng thứ hai là y lên 1 y lên một thì mình y ra một dấu cách thì là gì bén một thì là đúng rồi đó thì mình nghĩ rằng nó phải như thế này ok em mình chạy thử các bạn nhé y ra n bằng năm này đó thì như vậy là mình đã in ra được một cái hình tam giác theo đúng cái cầu của đề bài rồi thì bây giờ mình sẽ đi bắt cho các bạn xem nhé nói chung là những cái dạng vẽ hình sao này mình sẽ định mình đi mình nghĩ rằng các bạn sẽ dễ hiểu hơn đi bắt thử này rồi nhập n bằng năm enter nhá các bạn để cho mình này thì theo yêu cầu của đề bài ấy, cái hàng đầu tiên của mình là mình sẽ có 5 hình sao và không có dấu cách nào cả đấy các bạn nách cho mình này đấy, đấy đầu tiên là gì mình không in dấu cách nào cả đúng chưa các bạn nhỉ vì J bé y mà y bằng không thì làm gì mà đúng đâu không đúng thì là không in dấu cách tiếp tục ở đây là n trừ y thì do là y bằng không nên là n n chí nó vẫn bằng 5 như vậy ở đây mình vẫn in ra là một hai ba bốn năm dấu sao và xuống dòng sụp n xuống dòng bạn nhìn cho mình này đấy năm dấu sao nhá đi qua sụp n này đó thì nó xuống dòng tiếp tục tới hàng thứ hai bây giờ là y lên một thì chỗ này là di bằng không di bán một thì như vậy là ta sẽ in được một dấu cách đó các bạn để nhìn cho mình nhá in được một dấu cách này đó nó con chó chuột nó đi vào rồi tức là trước con chó chuột này là một dấu cách rồi và sau con chó chuột nó sẽ là bây giờ là y lên một thì chính thế là n trừ y nó chỉ còn bao nhiêu thôi bằng bốn thôi bằng bốn tức là mình sẽ in ra bốn hình sao thôi các bạn nhá ba bốn và xuống dòng xuống n đó như vậy là bốn hình sao vào xuống dòng rồi tiếp tục bây giờ y tiếp tục tăng lên thì bây giờ y đến hai mình sẽ in ra hai dấu cách đó hai dấu cách các bạn nhé đây chứ các bạn nhá và tiếp tục ở đây là sẽ là ba hình sao lại xuống dòng tiếp đó thì cứ như vậy là ta sẽ được ta sẽ in được cái hình tam giác theo đúng cái cột đề bài thôi nha các bạn nhá nói chung là dấu cách sẽ tăng lên còn dấu sao sẽ giảm đi Ok như vậy là mình xong rồi các bạn nhé Rồi Ta đi đi không chạy nữa Tiếp tục bây giờ tới cái dạng thứ hai Bây giờ là mình sẽ in như thế này Đó cái này là Các bạn để ý cho mình nhé Cái này là số sao nó giảm dần Còn cái này là số sao nó lại tăng dần Đúng chưa Thế thì, thì bị ngược lại thôi Giờ bây giờ mình sẽ copy xuống Mình sẽ có một cái hàm mới Đặt tên là vẽ tam giác hai đi và mình cũng chuyển vào biến n thì bây giờ có vẻ như cái gì các bạn nhỉ các bạn để cho mình nhé có vẻ như là hình này này với hình này nó bị ngược nhau đấy hình này ban đầu nhá hình này ban đầu là mình in ra là 5 dấu sao nhưng mà ban đầu chỗ này chỉ là một dấu sao thôi đấy tương tự chỗ này là nói chung là nó bị ngược các bạn thì mình nghĩ rằng là các bạn để cho mình nhá để để mình xem mà có gì để để thay đổi không nào đấy tức là đây mình sẽ dấu cách của mình sẽ là giảm dần còn dấu sao nó sẽ là tăng dần được các bạn nhỉ? Dấu cách của mình nó sẽ tăng dần này. Ban đầu mình sẽ in ra là bốn dấu cách cộng một dấu sao. Đấy xong rồi ba dấu cách. Xong rồi hai dấu cách, xong rồi một dấu cách, xong rồi không dấu cách thì có vẻ như ở đây nhá. Ở đây mình sẽ in ra sao trước này. À từ từ. Vẫn là in ra dấu cách trước. Nhưng mà do dấu cách của mình ấy nó sẽ giảm dần. 4 này, 3 này, 2 này, 1 này, 4 3 2 1 như vậy là ở đây mình sẽ nghĩ rằng là j bé hơn n i 1. Tại sao n chỉ i 1, ban đầu bạn để cho mình nhé, ban đầu n bằng 5 n bằng 5 mà i bằng 0, tức là hàn đầu tiên, hàn đầu tiên là i bằng 0 Thì uh, 5 0 vẫn bằng 0 Thì mình phải trừ thêm 1 bằng 4, để làm gì, để mình in ra 4 dấu sao, à 4 dấu cách Tương tự sẽ là i lên 2, à i y, y lên 1, i lên 1 thì sẽ là 5 1 1 Là bằng 3, mình sẽ in ra 3 dấu cách Đấy, Tức là 4, 3, 2, 1 kiểu như vậy nhá Thì như vậy là mình sẽ có vòng for này để mình in ra dấu cách và tiếp tục sẽ là yêu dấu sao dấu sao mình đầu tiên sẽ là một dấu sao này hai dấu sao này thì có nghĩa là dấu sao tăng dần ở đây mình sẽ là cho g bé hơn bé hơn, bé hơn y là được à, y cộng một chứ tại sao là g bé hơn y cộng một ban đầu hàng đầu tiên nhé hàng đầu tiên là y bằng không y bằng không thì mình cần in ra một dấu sao thì có phải là y cộng, 0 cộng một bằng một như vậy chỗ này là mình sẽ in ra được một dấu sao tiếp tục là bây giờ là y y lên một này hàng thứ hai là y lên một này y lên một cộng một cộng 1 bằng hai này thì như vậy là gì nó sẽ bé hơn hai thì mình sẽ in ra hai đầu sao kiểu như thế để cho các bạn bây giờ mình chạy thử nhá xong rồi xong rồi đó mình sẽ đi bắt cho các bạn xem nó thì ở đây mình sẽ gọi tới cái hàm là vẽ tam giác hai rồi mình chạy thử nhập n bằng 5 enter thì như vậy là mình đã in được cái hình tam giác theo đúng cái cầu đề bài rồi giờ bây giờ mình sẽ đi bắt các bạn xem nhá R bằng 5 này, enter. Thì bây giờ đầu tiên ấy theo đúng cái hình vẽ của mình là mình sẽ in ra là bốn dấu cách và một dấu sao. Các bạn xem cho mình nhá. N trừ y trừ 1 mà y bằng 0. Y bằng 0 thì n trừ y trừ 1 bằng 4. Như vậy là nó sẽ in ra bốn dấu cách. Next này. 1 2 3 4 dấu cách xuống dòng. Và tiếp tục bây giờ y bằng 0 y bao nhiêu? Y bằng 0 y bé 1. Đấy, y bé 1 thì mình in ra một dấu sao thôi. Đấy, rồi xuống dòng. Như vậy là mình đã xong dòng đầu tiên các bạn nhé Dòng đầu tiên của mình chỉ có một dấu sao thôi Tiếp tục next line tới dòng số 2 Dòng số 2 bây giờ là y lên mấy Y lên 1 rồi thì là n N9 chứ 1 là bao nhiêu Bằng 3 Bằng 3 như vậy là mình sẽ in ra là 3 dấu cách 1 này 2 này 3 dấu cách này và Và 2 dấu sao Vì là y lên 1 thì 1 còn 1 bằng 2 Thì như vậy mình sẽ in ra 2 dấu sao nhé Đó Tiếp tục Là như vậy là tiếp tục 2 dấu sao này rồi tiếp tục dòng thứ ba của mình nó sẽ là đâu đấy là hai dấu cách, hai dấu cách và và ba dấu sao. Đấy kiểu như thế. Để cho các bạn nhỉ Tiếp tục này, dòng này sẽ là một dấu cách à? Đấy một dấu cách và bốn dấu sao. Xuống dòng tiếp. Ok các bạn nhá và dòng cuối cùng, dòng cuối cùng để các bạn để cho mình, dòng cuối cùng là bây giờ là y lên mấy rồi? Cuối cùng là y lên 4 rồi thì n bằng 5 n 4 1 bằng 0 như vậy là chúng ta sẽ không in dấu cách nào cả đó nó không vào nhá và đây là gì các bạn nhỉ y lên 4 4 cộng 1 bằng 5 như vậy chúng ta sẽ in ra 5 là sao thôi 2 này 3 này 4 này và và 5 số dòng đấy như vậy là mình đã xong được cái hình theo đúng yêu cầu để bài rồi Ok các bạn nhé ta đi bậc rồi như vậy là mình đã xong cái cái tam giác thứ hai rồi bây giờ tới cái hình thứ ba đi hình thứ ba cái hình này thì có vẻ như là hình hình thứ ba này với hình thứ hai nó nó giống kiểu gấp đôi của nhau các bạn nhỉ con để cho mình nhá nhìn kỹ cho mình này hình số 3 với hình số số 2 này thì dấu cách nó nó vẫn như thế tức là đầu tiên của mình sẽ là bốn dấu cách này xong rồi ba dấu cách này rồi hai dấu cách này rồi một dấu cách này như vậy là dấu cách nó không thay đổi cái việc các bạn in dấu cách không thay đổi được chưa nào nhưng mà hình sao có vẻ như nó khác ở chỗ này là hai hình sao chỗ này là ba hình sao chỗ này là ba hình sao thì chỗ này là bao nhiêu là năm hình Đấy. thằng này là ba này, thằng này là năm này, rồi thằng này là bốn mà rồi thằng này là bảy này. Thì các bạn thấy là cái số hình sao này nó giống như kiểu là ờ đây nhá mình ví dụ này. À thôi được rồi, bây giờ mình cứ tạo một cái hàm đã. Tạo một cái hàm đã xong mình phân tích lại nhá. Mình phân tích lại cho các bạn nhá. Đấy thì như mình vừa phân tích ấy, thì có vẻ như cái cái chỗ việc in dấu cách này là không có gì thay đổi cả các bạn ạ. Nó chỉ có thay đổi cái chỗ việc in hình sao thôi. Đấy, dấu cách đằng trước thì là không không thay đổi các bạn nhé, giống nhau. Đúng chưa? Đấy rồi mình có một hàm là vẽ tam giác ba rồi thì bây giờ quan trọng phân tích đằng sau các bạn đầu tiên sẽ là một sao này ok một sao này chỗ này là hai sao này chỗ này là ba sao này chỗ này là ba sao này chỗ này là năm sao này thì mình thấy rằng cái quy luật giữa hình hình bên trên và hình bên dưới ấy, sẽ là hai nhân y trừ một thì phải đúng chưa các bạn nhỉ bây giờ là y bằng không nhá à có phải hai nhân y trừ một nhỉ để mình xem nào đây là một sao này thì đây là một sao này đây là hai sao đây là ba sao 2 x 2 bằng 4 chung 1 đồng 3 3 x 2 bằng 6 chung 1 đồng 5 4 x 2 bằng 8 chung 1 đồng 7 kiểu như thế nó có quy luật nó có quy luật các bạn nhé thì ở đây mình nghĩ rằng nó sẽ là ở đây sẽ là 2 x 2 x y cộng 1 thì cũng không phải 2 x y 1 thì là đúng các bạn nhớ 2 x y 1 thì là đúng nhưng mà liệu rằng là Ở đây sẽ là 2 nhân y chữ 1 Hay là 2y cộng 1 nhỉ 2 nhân y để mình xem nào Ban đầu là y bằng 0 này Hàng đầu tiên sẽ là y bằng 0 Thì là 2 x 0 cộng bằng 1 Đúng rồi Hàng thứ hai y lên 1 Y lên 1 thì là À đúng rồi đúng rồi các bạn ạ Chính xác rồi 2 nhân y 2 nhân y cộng 1. Đây mình, mình ví dụ như hàng đầu tiên này y bằng 0 thì là 2 x 0. 2 0 bằng 0 cộng 1 bằng 1 như vậy y là một sao. Hàng thứ hai là y lên 1, hàng này là y lên 1 này. 2 x 1 bằng 1 cộng 1 bằng, bằng 3. Rồi tiếp tục này. Hàng này là y, y lên 2 thì là 2 x 2 bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5, 5 sao. Hàng này là này là 0 1 2, hàng này là y lên 3. 3 x 2 bằng 6 cộng 1 bằng 7 như vậy đúng rồi các bạn nhé như vậy chỗ này của mình ấy nó chỉ khác ở bên trên đây là thay vì là z bé hơn y cộng 1 thì sẽ là z bé hơn 2y, 2 nhân y cộng 1 thôi là mình sẽ được cái hình này. Đấy, theo như cái logic của mình nãy giờ mình mình suy nghĩ. Rồi chạy thử các bạn nhé. Đây mình sẽ gọi tới cái hình là vẽ tam giác 3. Rồi. Nhập n bằng 5 này, enter. Thì như vậy là mình đã in được cái hình tam giác theo đúng cái cầu đề bài rồi. Bây giờ mình sẽ đi bắt các bạn xem nhá. Mình nghĩ rằng là bài này ở à, cái chỗ phần vẽ uh, hình tam giác ba này chắc là nhiều bạn hiểu rồi. Vì là nó dựa bên trên thôi các bạn nhỉ. Đi bắt này. Nhập n bằng 5 này. Thì khi các bạn nhập n bằng 5 ấy, ban đầu là mình sẽ in ra là bốn dấu cách. Đấy, n bằng 5 nhá, n 0 1 bằng 4. Thế như vậy là in ra là bốn dấu cách. 1 2 3 và bốn dấu cách. Tiếp tục là bây giờ là do là y bằng 0 thì là 2 x 0 bằng 0 bằng 1 như vậy chỗ này hàng đầu tiên mình sẽ in ra là một dấu, một dấu sao đấy một dấu sao nhá một dấu sao này các bạn này tiếp tục in xuống n để để xuống dòng nhá xuống dòng rồi tiếp tục ở đây bây giờ là y lên mấy rồi y lên 1 thì là 2 1 1 còn 3 như vậy là mình sẽ in ra là ba dấu cách đấy và bây giờ y lên 1 thì là 2 x 1 bằng 2 cộng 1 bằng 3 Như vậy là mình sẽ in ra là 3 dấu sao 1, 2, 3, 3 dấu sao Đó, để cho các bạn nhỉ Tiếp tục xuống dưới Dòng tiếp theo là y lên mấy Y lên 2 thì là n 2 1 bằng bằng 2 như vậy chúng ta sẽ in ra hai dấu cách này, một này, hai dấu cách này. Đó. Để cho các bạn, nhỉ. các bạn nhìn con trò chuột cho mình này, nó in ra hai dấu cách này là con trò chuột nó bị đẩy vào này. Đấy, sau đó thì mình sẽ in ra là bao nhiêu? 2 x 2 bằng 4 cộng 1 bằng 5 như vậy là mình sẽ in ra 5 hình sao nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và và 5 hình sao. Đấy. Ok cho các bạn nhỉ? Lại tiếp tục xuống dòng và nó cứ làm như vậy cho lúc nào hết thì thôi. Được nhá. Mình sẽ đặt debug ở đây đi. Còn tìm Đó, như vậy là nó sẽ in ra tất cả cái hình sao rồi. Rồi thì như vậy là mình đã xong câu này rồi các bạn nhé. Ta debug đi. Và bây giờ mình sẽ tới câu tiếp theo. Cái câu tiếp theo là cũng là vẽ cái hình tam giác Nhưng mà theo trường ngược lại thì mình thấy rằng là cái hình tam giác này Với cái hình tam giác đầu tiên ấy, thì có vẻ như lại giống nhau các bạn Vì sao các bạn nhỉ? Đây tạm thời là mình xóa hình này nhé Cho các bạn dễ quan sát nhé Tức là ở đây các bạn để cho mình này Hàng đầu tiên của mình ấy là cũng không in dấu cách nào cả Đấy có nghĩa là cái số lượng dấu cách ở ở trước nó thì là giống nhau Đúng chưa các bạn nhỉ? Thấy số lượng dấu cách của hành này đằng trước là giống nhau này và bây giờ ấy, cái cái số lượng dấu sao thì là gấp đôi lên thôi nó giống cái này các bạn này nó giống cái này này thì bây giờ nhá mình nghĩ rằng là mình sẽ copy từ hàm này xuống mình tạo một cái hàm đặt tên là vẽ tam giác 4 đấy và ở đây con để cho mình này cái việc in dấu cách thì nó giống nhau bây giờ là việc in dấu sao thôi đấy bây giờ quan trọng in dấu sao như thế nào thì bây giờ mình để mình xem nhá ở đây hàng đầu tiên này ban đầu của nó sẽ là n trừ y n bằng năm y bằng không như vậy ok đúng rồi năm dấu sao rồi bây giờ ở đây sẽ là mấy dấu sao đấy các bạn 9 dấu sao 9 dấu sao rồi mấy dấu sao nhỉ 2 2 4 6 7 Ok thì ở đây mình nghĩ rằng là sẽ là 2 nhân n chữ 1 nhá 2 n chữ 1 à, 2, n, 2 nhân n chữ y Vì sao là 2 nhân n chữ y Ban đầu này các bạn để cho mình Dòng đầu tiên Dòng đầu tiên thì sẽ là y bằng 0 y bằng 0 thì là n bằng 5 2 nhân 5 bằng 10 chữ 0 bằng 0 như vậy là mình À từ từ đây mấy đấy 2 4 Không à, phải, không, phải, không phải, không không phải, 2n gì các bạn đợi để, để xem tí nhá. 2 nhân n trừ y có phải không? 2 nhân n y 1 hay sao ấy? 2 nhân n y 1. Mình nghĩ rằng nó là như thế. Vì sao lại là 2n 1 bên ví dụ nhá. y bằng 0, y bằng 0 thì mình chỉ in ra là 9 sao thôi. Thì 2 5 bằng 10, 10 0 bằng 0 1 9. y bé hơn 9 thì lại in ra 9 sao. Tiếp tục hàng thứ hai, 2, 2 5 2 x 5 bằng 10, 10 trừ 1. 10 1 bằng mấy nhỉ? 10 trừ 1, 10 1 bằng uh, 9, 9 trừ 1 bằng 8. Như vậy là y8 sao? Cũng không phải, không phải. 2 4 6 7, như vậy không phải các bạn ạ. Ở chỗ này là 2 nhân với mình mình nghĩ lại rồi các bạn. Chỗ này là 2 nhân với n 2 nhân với n chữ mấy chữ y chữ 2 à đúng rồi phải là 2 nhân với n chữ y chữ 2 hay của tên là 2 nhân với n chữ 1 rồi chữ y ấy. đúng không ta để, để, để mình suy nghĩ lại xem nhé không không phải không phải, không phải, chữ 2 như này được rồi để mình suy nghĩ làm tí nhé chỗ này đầu tiên của mình là 9 sao này y bằng 0 thì là 9 sao y bằng 1 thì là 7 sao y bằng 2 thì là 5 sao 2 x 5 bằng 10 ờ, Ở đây là y bằng 10 nhá 10 chữ y này Có đúng nhỉ 2 nhân n trừ đi y trừ một cũng không phải để để để, để mình suy nghĩ một tí nào Hơi, 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 hơi bị rối một tí. Hình như là 2 nhân với n trừ y chữ 1 các bạn ạ. 2 nhân với n chữ y này xong rồi trừ 1 này. Đấy. Nó là như thế mới đúng. Ở đây mình ví dụ nhá, ban đầu là y bằng 0. y bằng 0 thì là 5 chữ 0 là bao nhiêu các bạn nhỉ? y bằng 0 thì là 5 chữ 0 thì uh, còn à, 5 trừ 0 còn 5, 5 x 2 bằng 10, 10 trừ 1 bằng 9 như vậy là y 9 sao. Hàng thứ hai là y lên 1. Y lên 1 thì là 5 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8. Được chưa? 4 x 2 bằng 8 trừ 1 bằng 7 như vậy là in ra 7 sao. Đây tiếp tục y lên 2, 2 ờ uh, 5 2 bằng 3, 3 x 2 bằng 6 trừ 1 bằng 5 như vậy y là in ra 5 sao. Thằng này cũng như thế, thằng này là y lên 4. Ờ uh, 5 4 bằng 1, 1 x 2 bằng à, Thằng này lại 0 1 2 3 thằng này đến 3 chứ. 5 3 bằng 2, 2 2 bằng 4 1 bằng 3 sao. Như vậy là mình nghĩ rằng cái, cái 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 luật này nó mới nó đúng. Thật ra là do nãy giờ mình nghĩ nó nó hơi 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 quá đảo thôi các bạn. Cái chỗ này nhá, chỗ này hàm cái hình bên trên của mình ấy là G của mình đang bé N I thì có phải là chỗ này nó gấp đôi lên trừ 1 là được, đúng chưa? Đây là 5 sao, đây là 9 sao thì có phải là mình chỉ cần lấy cái cái thằng số lượng bên trên này mình nhân với 2 1 là được không? Đây là 4 sao thì 4 2 8 1 bằng 7 là được thì ở đây thật ra nhá mình chỉ cần lấy hai nhân với cụm này tức là lấy hai nhân với n trừ đi n trừ y và cộng trừ đi một là được đó để cho các bạn nhá mình chạy thử nhá bây giờ mình sẽ gọi tới cái cái hàm là vẽ tam giác 4 chạy thử n bằng năm đi enter đó thì như vậy là mình đã in được cái hình tam giác theo đúng cái cổ đề bài rồi rồi và bước cuối cùng là mình sẽ đi bước cho các bạn xem đấy đi bước nhá n bằng 5 này rồi hàng đầu tiên thì mình có in ra dấu cách nào không thì mình xem nào hàng đầu tiên của mình là mình với y bằng 0 thì mình sẽ không in ra dấu cách nào cả đấy các bạn thể cho mình nha y bằng không y không thì như vậy nó sẽ không vào được next line không vào tiếp tục in mấy hình sao thì chỗ này nhá n bằng 5 y bằng mấy bằng 0 2 x 5 bằng mấy 2 x 5 bằng 10 10 bằng 9 như vậy là in ra 9 hình sao next này đấy 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này, 8 này, 9 này xuống dòng. Được chưa các bạn nhỉ? Hãy tiếp tục nhá. Đây, xuống dòng đây. Ở đâu rồi? Đây các bạn nhá. Đầu tiên là 9 sao này. Tiếp tục, hàng thứ hai, hàng thứ hai là y đến 1, y đến 1 thì là chúng ta sẽ in ra một dấu cách. Đấy, một dấu cách. Và bây giờ ở đây mình sẽ in ra tổng cộng là là 7 hình 7 hình sao nhá. 5 1 bằng mấy các bạn nhỉ? 5 1 để để mình xem vào cụm này bằng bao nhiêu nào. Đó, cả cụm này bằng 7. G bằng 7 thì như vậy là mình sẽ in ra 7 hình sao. Số dạng này. Đấy, in ra 7 hình sao nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này và 7 hình sao. Đấy, lại xuống dòng tiếp. Tiếp tục. In ra in ra mấy dấu cách. Hàng thứ 3 là mình sẽ in ra là 3 dấu cách à hai, hai dấu cách hai dấu cách xin lỗi các bạn để chỗ này là hai dấu cách trên đây là một dấu cách đây là hai dấu cách thì một này hai này xuống dòng được chưa lại tiếp tục là mấy dấu dấu sao nào năm dấu sao đấy năm dấu sao nhá ok rồi tiếp tục lên trên lại tiếp tục là mấy dấu cách đây ba dấu cách và và ba dấu sao nhá đó để cho mình này ba dấu cách và ba dấu sao tương tự như vậy dấu cách tăng lên còn còn dấu sao giảm đi Đấy, ok như vậy là xong nhá rồi thì mong rằng là qua video này các bạn có thể hiểu hơn về cái vòng lọc ở trong xe và từ kiến thức này các bạn có thể áp dụng vào trong những cái bài tập liên quan nhé. Bây giờ thì video sẽ kết thúc ở đây. Chúc các bạn thể thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.